What the hell? Đang vào rồi. Canh bạn này yêu cầu canh rừng. Ok luôn, canh thì canh. Anh thấy thời gian vào game của mình là tầm hơn 20 giây gì đó, và FPS sau khi vào game ấy là rất là cao. Nhiều người cộng trừ 1 trước nhưng mình thích cộng trừ 2 hơn. Ấy 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 ấy, có giao tranh. Mấy bác này manh động quá đấy, phải cả nồi. Thôi lui đi. Xác luôn. Chơi kiểu hồ báo cáo trộn đấy. Đây. Em cứ tự các bạn rồi. Chết rồi. Đủ quá Slim. Anh em thấy FPS lên khá là cao. À, bây giờ mình phục thù. Khó mà. Cô này Nata họ đánh khá là hay đấy. Chưa tao mày. Vô mày. Không giống vô rồi. Retreat. Ground yourself. Mày xuống đây ganh Triệu Văn nha. Retreat. Không về chứ chắc. Á đâu. Á đâu. Má lá. What the. Các bạn thấy chưa? Vác chưa? What the hell. Phải cả nồi. Bác Triệu Vân chết chắc rồi đấy. Không giết nhưng mà em hỗ trợ nha. Đánh tôi lên các bạn có ulti để cứ hồ báo cho mình. Thôi không chơi. Ê không chơi. Không chơi rồi nói. Làm gì căng nhỉ. Vãi cả nồi. Lại chết. Mà đờ mờ. Mưa to vãi. Đấy. Vào phòng. Bình luận cho nó. Trận này căng. Căng lắm. Hy vọng em lật được kèo. Tìm bác kia. Tìm mình chết hai mạng. Mình chết hai mạng luôn. Nhỏ vãi. Mai không bị thọt cái tem. Trời đánh khó nhỉ. Your team has destroyed a tower. Chết luôn một thanh niên. An ally has been defeated.
em ạ, quá ngon. Nghe tính thời điểm này chơi khá tốt ổn đấy. Vãi cả nổi lát phải. Chó này nó bị máu lên hết. Một mẹ thơm. Thằng cửa đắp ra công nghiệp. Đeo, à đầu. Đấu quá, không chết, phá đầu. Chết trong hàng tắc. Vãi cả nồi. Tham mẹ anh em ạ. May tình huống là ăn được slim. Không thọt lắm. Nhẹ. Trận này thua hay thắng thì mình đều đăng cả, rồi mình đi review máy thôi mà, đúng không? Đâu có thể hiện là mình đi chơi game đâu. Đấy, chạy thôi. Đừng tiếp tục nha các bác. Lá vãi nổ. Đánh tức vai. Các bác thấy cái máy này thế nào? Có đáng chơi không? Có đáng mua không? Đâu mà tình huống nó hơi lỗi. Đắt lắm các bác ạ. What? Dùng chiêu rồi đấy. Như máu. Này sao mà ăn được. Đấy. Nên nhớ là đồ họa ở mức thấp nhất đấy. Vãi cả nồi luôn. Một mẹ. Thêm thêm. Tulen là một con tướng tay rất là sướng. Bãi nổi. Người gác luôn, chết luôn. Gì phải căng nhỉ? Gì mà phải căng nhỉ? Đúng rồi. Mình thấy dấu hiệu rồi đấy. Ok thì có lẽ cái clip được quá dài và anh em cũng đã biết được máy này có nên mua hay không rồi. Vậy tạm biệt anh em, và nếu thấy video này hữu ích hãy like, share và subscribe ủng hộ mình nhá. Bye bye tất cả anh em. Bye bye. Yêu tất cả mọi người.